chặt đứt đường dây mua bán 41 phụ nữ, trẻ em qua biên giới, cơ quan cảnh sát điều tra, công an tỉnh Lào Cai vừa triệt phá thành công chuyên án 419D đấu tranh với đường dây mua bán người dưới 16 tuổi do nhóm đối tượng chuyên giả danh công an, bộ đội biên phòng dụ dỗ lừa gạt phụ nữ trẻ em ở các tỉnh Điện Biên, Sơn La, Lào Cai bán ra nước ngoài. Đây là chuyên án do cục cảnh sát hình sự, bộ công an xác lập vào tháng 5 năm 2019. Sau khi được giao nhiệm vụ, phòng cảnh sát hình sự, công an tỉnh Lào Cai đã tập trung lực lượng điều tra, xác minh và phát hiện đối tượng Sùng A Chớ sinh năm 1991, trú bản Nậm Con, xã Mường Trung, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên, là kẻ cầm đầu đường dây lên tới 7 đối tượng. Bằng các biện pháp nghiệp vụ và sự phối hợp của công an Trung Quốc, công an tỉnh Điện Biên, từ ngày 2 tháng 7 đến 5 tháng 8 năm 2020, phòng cảnh sát hình sự, công an tỉnh Lào Cai đã bắt được 7 đối tượng trong đường dây nói trên, gồm kẻ cầm đầu Sùng A Chớ 29 tuổi, trú tại huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên, Thào Xeo Hòa 44 tuổi, trú tại tỉnh Tuyên Quang, Trang A Vương 33 tuổi, Trang A Lữ 24 tuổi và Sùng A Tùng 21 tuổi, đều trú tại tỉnh Lai Châu. Lê Sao Phần 24 tuổi, thào Sao Áo 25 tuổi, cùng trú tại tỉnh Lào Cai. Quá trình điều tra đến nay, lực lượng chức năng đã làm rõ hành vi phạm tội của chớ và các đối tượng có liên quan, tỷ lệ ăn chia, phương thức, thủ đoạn phạm tội của đường dây buôn người nêu trên. Theo đó, ngoài thủ đoạn cũ là lừa yêu, Sùng A chớ còn giả danh công an hoặc bộ đội biên phòng Lào Cai lừa bị hại là liên quan đến vụ án nào đó và yêu cầu bị hại sang Lào Cai để làm việc, sau đó lừa bán qua biên giới. Quá trình đấu tranh đã có đủ căn cứ xác định, chớ và 6 đối tượng trong vụ án đã thực hiện trót lọt 29 vụ, lừa bán 41 phụ nữ, trẻ em qua biên giới quá trình kiểm tra phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh lào cai đã thu giữ trong điện thoại di động và ipad của sung a chớ có 29 ảnh chụp chứng minh nhân dân việt nam được chèn ảnh công an nhân dân việt nam bộ đội biên phòng việt nam bộ đội biên phòng trung quốc hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh lào cai đang tiếp tục điều tra mở rộng chuyên án và làm rõ hành vi của các đối tượng để xử lý theo quy định của pháp luật